Success Confidential and Expo Asia 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, là một trong những sự kiện quan trọng và lớn nhất trong năm về marketing, kinh doanh và thương mại điện tử của cộng đồng marketing châu Á tại Việt Nam. Chương trình còn có sự tham gia của diễn giả, chuyên gia Digital Marketing, Tổng Giám đốc Tập đoàn F5 Group ông Nguyễn Bá Hưởng. Là một trong những chuyên gia Digital Marketing hàng đầu tại Việt Nam, được mệnh danh là vua Zalo App, đến tham dự sự kiện lần này, ông Nguyễn Bá Hưởng cũng không quên chia sẻ đến các học viên những kiến thức quý giá về marketing, những kinh nghiệm quý báu mà ông có được trong việc điều hành, quản lý và cho ra đời ứng dụng SandoTalk, một trong những ứng dụng đặt mua hàng trực tuyến, đột phá công nghệ thời đại 4.0, hiện đang gây sốt trong cộng đồng marketing và kinh doanh online tại Việt Nam hiện nay. Cơ bản là phía là chúng ta tiếp thị liên kết, và từ đó shipping đó là hàng hóa của anh chị không cần phải nhập về, không cần tồn kho, không cần phải đóng gói ra hàng hóa cho đơn vị khác, đúng không ạ? Mà chúng ta chỉ cần việc là gì ạ? Đặt đơn hàng trên hệ thống và chúng tôi sẽ chuyển đơn hàng đó đến tay khách hàng cho anh chị. Và cũng nhân sự kiện trọng đại của tháng 5 này, ông Nguyễn Bá Hưởng cũng đã đem đến cho chương trình một gian hàng trải nghiệm sản phẩm với những sản phẩm chính hãng và chất lượng, kèm theo những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những quà tặng độc đáo cho các khách hàng, học viên đến tham quan gian hàng và tải ứng dụng SandoTalk về điện thoại. Bên cạnh đó là sự ghé thăm của bà Trương Lý Hoàng Phi, người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn trong giới startup tại Việt Nam. Họ đều là những diễn giả, những chuyên gia hàng đầu trong ngành marketing, và đây cũng chính là vinh dự mà tập đoàn F5 Group có được khi tham gia sự kiện mang tầm châu lục diễn ra trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 5 vừa qua. Và không chỉ có thế, gian hàng của tập đoàn F5 Group tại sự kiện Success Confidential and Expo Asia 2018 lần này còn gây ấn tượng mạnh mẽ với các học viên quốc tế và nhận được sự quan tâm đặc biệt của những khách hàng, học viên trong nước khi đến tham dự chương trình. Mặc dù mới biết đến hoặc lần đầu được trải nghiệm ứng dụng, nhưng SandoTalk cũng đã nhận được những đánh giá và phản hồi tích cực từ chính những khách hàng và học viên của chương trình, kèm theo những lời khen ngợi về những sản phẩm mà tập đoàn F5 Group hiện đang phân phối trên ứng dụng SandoTalk. Sau khi mà mình đăng ký và tải app trên cái SandoTalk này thì mình thấy đây là một cái hình thức kinh doanh rất là hay. Và có thể nói đây là cái hình thức kinh doanh mà đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Nó áp dụng 3 hình thức, đó là hình thức affiliate, dropshipping và có một chút nó là multi-level marketing. Thì mình thấy sản phẩm về như là son phấn, đồ dưỡng da, về làm trắng da rất là được chị em rất là ưa thích ưa chuộng. Những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức hình lưu niệm đẹp mắt, những chia sẻ thú vị và những vinh dự mà ông Nguyễn Bá Hưởng cũng như tập đoàn F5 Group và SandoTalk có được tại sự kiện Success Confidential and Expo Asia 2018 sẽ như là cột mốc quan trọng để ông cùng với những người cộng sự của mình tại tập đoàn F5 Group có thêm động lực để phát triển ứng dụng SandoTalk sang nhiều quốc gia trên thế giới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng không những của các khách hàng trong nước mà còn của nhiều khách hàng quốc tế trong một tương lai không xa.